Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 18, nghe viết, tớ nhớ cậu. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào bài học nhé. Trước tiên chúng mình cùng nhau nghe viết, hướng dẫn cách nghe viết nhé. Đây là nội dung của bài viết Tớ nhớ cậu. Các em hãy nghe cô đọc và đọc thầm theo cô nhé. Tớ nhớ cậu. Kiến là bạn thân của Sóc. Hằng ngày, hai bạn rủ nhau đi học. Một ngày nọ, nhà Kiến chuyển sang cánh rừng khác. Sóc và Kiến rất buồn. Hai bạn tìm cách gửi thư cho nhau để bày tỏ nỗi nhớ. Như vậy các em vừa nghe cô đọc mẫu bài Tớ nhớ cậu. Để chúng ta có thể viết tốt được bài này, các em hãy quan sát bài viết và cho cô giáo biết trong bài viết này những tiếng nào được viết hoa. Những chữ được viết hoa đó là chữ tớ, chữ Kiến, chữ Hằng, chữ Sóc. Chữ 2 là những chữ được viết hoa đấy. Vậy vì sao những chữ này được viết hoa nhỉ? Những chữ này được viết hoa vì đó là chữ đầu của bài văn và chữ đầu đoạn, đầu câu thì chúng mình phải viết hoa đấy. Ở đây có tên bạn Sóc là tên riêng cũng phải viết hoa và đặc biệt là chữ Sóc lại là chữ đầu câu đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết một số từ khó để khi viết chúng mình không bị nhầm lẫn nhé. Các em hãy chuẩn bị cho cô giáo bảng con để chúng mình luyện viết những từ khó vào bảng con nào. Chúng mình sẵn sàng chưa? Nghe cô đọc để viết vào bảng con nhé. Từ đầu tiên, các em viết cho cô từ chuyển sang. Chuyển sang. Chuyển sang. Chuyển sang. Các em hãy quan sát chữ của cô để so sánh xem mình viết có đúng không nhé. Từ thứ hai, viết cho cô từ rủ nhau. Các em lưu ý chữ R. Rủ nhau. Rủ nhau. Rủ nhau. Các em hãy quan sát, đây là chữ của cô, để so sánh xem mình viết đúng không nhé. Từ tiếp theo, cánh rừng. Cánh rừng. Cánh rừng. Các em hãy so sánh chữ của cô nhé. Tiếp theo các em viết cho cô từ nỗi nhớ. Nỗi nhớ. Nỗi nhớ. Mời các em quan sát. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện viết một số từ khó ở trong bài. Khi viết các em cần phải phân biệt để chúng mình khỏi bị viết sai nhé. Chúng mình cùng nhau đọc lại các từ này nào. Chuyển sang. Rủ nhau. Cánh rừng. Nỗi nhớ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết bài vào vở nhé. Cô mời các em hãy mở vở Only. Chúng mình cùng nhau luyện viết bài nào. Các em hãy chuẩn bị vở, bút để chúng mình viết bài nhé. Các em cách vào cho cô giáo 4 ô so với lề vở, viết cho cô tên bài, đó là tớ nhớ cậu. Chữ tớ chúng ta viết hoa. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Đây là bài viết mẫu,
Cô cho các em quan sát bài mẫu để các em biết cách trình bày nhé. Khi viết chữ đầu tiên, chúng mình sẽ lùi vào một ô so với lề vở. Và khi viết hết câu, chúng mình để dấu chấm. Và sau câu mới, chúng ta lại phải viết hoa câu đầu tiên, chữ đầu tiên của câu. Và lưu ý là khi viết hết dòng, chúng ta xuống dòng thì sát vào lề vở. Các em đã rõ chưa? Bây giờ các em hãy nghe cô giáo đọc để chúng mình viết vào vở ô ly nhé. Mời các em viết bài nào. Cách vào một ô. Kiến là bạn thân. Kiến là bạn thân. Kiến là bạn thân. Kiến là bạn thân của sóc. Của sóc. Của sóc. Chấm. Hằng ngày phải. Hằng ngày phải. Hai bạn rủ nhau. 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 Đi học. Đi học. Đi học. Hai bạn rủ nhau đi học. Chấm. Chấm. Một ngày nọ. Một ngày nọ. Một ngày nọ. Một ngày nọ. Phải. Nhà kiến. Nhà kiến. Nhà kiến. Chuyển sang. Chuyển sang. Chuyển sang. Chuyển sang. Chuyển sang. Cánh rừng khác. Cánh rừng khác. Cánh rừng khác. Cánh rừng khác. Chấm. Sóc và kiến rất buồn. Sóc và kiến. Sóc và kiến rất buồn. 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 Chấm. Hai bạn tìm cách. Hai bạn tìm cách. Hai bạn tìm cách. Hai bạn tìm cách.
bạn. Tìm cách. Gửi thư. Gửi thư. Gửi thư. Gửi thư. Gửi thư. Cho nhau. Cho nhau. Cho nhau. Gửi thư. Cho nhau. Để bày tỏ. Để bày tỏ. Để bày tỏ. Để bày tỏ. Nỗi nhớ. Nỗi nhớ. Để bày tỏ. Nỗi nhớ. Chấm hết. Các em hãy quan sát và nghe cô giáo đọc lại bài để chúng ta soát lỗi nhé. Tớ nhớ cậu. Tiến là bạn thân của Sóc. Chấm. Hằng ngày. Phẩy. Hai bạn rủ nhau đi học. Chấm. Một ngày nọ. Phẩy. Nhà Kiến chuyển sang cánh rừng khác. Chấm. Sóc và Kiến rất buồn. Chấm. Hai bạn tìm cách gửi thư cho nhau để bày tỏ nỗi nhớ. Chấm hết. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã luyện viết bài Tớ nhớ cậu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài tập nhé. Bài tập đầu tiên yêu cầu như sau. Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng cờ hoặc ca, gọi tên mỗi con vật trong hình. Nhiệm vụ của các em là phải quan sát các con vật có trong từng hình và tìm từ tương ứng với các con vật đó được bắt đầu bằng chữ cờ hoặc chữ ca, và đó là tên của mỗi con vật nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta viết từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng cờ hoặc ca dưới tên của mỗi con vật nhé. Mời các em làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Quan sát cho cô giáo bức tranh đầu tiên và cho cô giáo biết trong hình đó là con gì. Các em ạ, trong hình đó là con cua đấy. Và tên gọi của con vật này có tên là con cua. Tiếng cua có chứa âm cờ, bắt đầu bằng âm cờ. Tiếp tục bức tranh thứ hai, cho cô biết đây là con vật gì. Trong bức tranh thứ hai, đó là hình con công đấy các em ạ. Hình ảnh con công. Con công là một loại chim có cái lông đuôi rất là đẹp và nhiều màu sắc. Đây là hình ảnh lông đuôi của con công đấy. Khi xòe ra thì rất đẹp, trông giống như hình một cái quạt. Và cô giáo có từ tương ứng bắt đầu bằng chữ cờ, nói tên gọi của con vật này, đó là con công. Tiếp tục bức tranh tiếp theo, cho cô giáo biết đây là con gì? Trong bức tranh đó là con kỳ đà đấy các em ạ. Con kỳ đà thì tiếng kỳ là có chứa âm ca. Tiếp tục trong hình thứ tư, đó là con gì nào? Trong hình thứ tư, đó là hình ảnh con kiến đấy. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ tên gọi của con vật, đó là con kiến. Tiếng kiến bắt đầu bằng chữ ca. Chúng mình cùng nhau đọc lại các từ này nhé. Con cua, con công, kỳ đà, con kiến. Trong các từ này, các em cần lưu ý luật chính tả ghi âm ca. Âm ca chỉ đứng trước các nguyên âm i, e và e. Còn các nguyên âm còn lại
sẽ đi kèm với âm cơ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: chọn A hoặc B. Ý A, chọn tiếng chứa yêu hoặc ưu thay cho ô vuông. Tiếng ở đây đó là tiếng hươu, tiếng nhiều và tiếng khứu. Bây giờ nhiệm vụ của các em là phải đọc bản văn và lựa chọn tiếng có ở trong ngoặc đơn để liền vào ô vuông cho phù hợp đấy. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Câu đầu tiên, sóc hái rất. Chúng ta lựa chọn ở đây đó là tiếng nhiều. Sóc hái rất nhiều hoa để tặng bạn bè. Nó tặng. Ở đây là cao cổ thì chúng ta lựa chọn là từ tiếng hươu. Nó tặng hươu cao cổ một bó hoa thiên tỷ điều rực rỡ. Còn chim, ở đây chúng mình điền chữ khứu. Còn chim khứu và chim níu điếu được sóc tặng một bó hoa bồ công anh nhẹ như bông. Như vậy, chúng mình đã lựa chọn được tiếng có chứa phần yêu vật hoặc phần ưu thay cho ô vuông để có một đoạn văn hoàn chỉnh rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập 3 ý B nhé. Tìm từ ngữ có tiếng chứa en hoặc eng. Các em hãy quan sát mẫu. Phần en có mẫu là từ dế mèn, tiếng mèn có chứa phần en. Phần eng tiếng mẫu là từ cái sẻng. Như vậy chúng mình hãy dựa vào mẫu để chúng mình tìm các tiếng còn lại có chứa phần en và phần eng nhé. Chúng ta tìm được tiếng như sau: cái đèn, tiếng đèn có chứa phần en. Hoa sen, tiếng sen có chứa phần en. Cuộn len, tiếng len có chứa phần en. Xà beng, tiếng beng có chứa phần en. Leng keng, cả hai tiếng đều có chứa phần en. Cái kẻng, tiếng kẻng có chứa phần en. Như vậy vừa rồi chúng mình đã tìm được từ ngữ có tiếng chứa phần en và phần en rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.